điều trị dứt điểm căn bệnh tiểu đêm với bài thuốc đơn giản mà hiệu quả bất ngờ. Tiểu đêm hay đa niệu về đêm là tình trạng đi tiểu quá mức vào ban đêm. Trong suốt thời gian ngủ, cơ thể bạn tạo ra ít nước tiểu và cô đặc hơn. Do đó, hầu hết mọi người không cần phải thức dậy vào ban đêm để đi tiểu và có thể ngủ liên tục trong vòng 6-8 giờ. Nếu bạn cần phải thức dậy nhiều lần trong đêm để đi tiểu, bạn có thể bị mắc chứng đi tiểu quá mức vào ban đêm. Ngoài việc làm gián đoạn giấc ngủ của bạn, tiểu đêm còn có thể là dấu hiệu của một tình trạng bệnh lý tiềm ẩn. Nguyên nhân: tuổi tác là yếu tố lớn nhất gây tiểu đêm. Khi có tuổi, cơ thể giảm sản xuất hormone chống bài tiết niệu giúp tái hấp thu nước, gây tăng sản xuất nước tiểu, đặc biệt là về ban đêm. Các cơ quan của bàng quang cũng trở nên yếu hơn theo thời gian, làm cho việc giữ nước tiểu trong bàng quang cũng trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, không chỉ tuổi tác, một số nguyên nhân khác gây tiểu đêm như viêm nhãn mãn tính đường tiểu, uống quá nhiều nước, nhiễm trùng bàng quang và việc sử dụng các loại thuốc lợi tiểu. Phụ nữ thường bị đi tiểu nhiều lần do mang thai và sinh nở, làm yếu các cơ quan của bàng quang và tiểu khung. Trong một vài trường hợp khác, tiểu đêm đem lại các triệu chứng của bệnh lý nào đó. Bệnh lý và các vấn đề liên quan đến tiểu đêm bao gồm suy thận mạn, suy tim ứ nước, đái tháo đường, phì đại tuyến tiền liệt. Nó cũng có thể là triệu chứng của rối loạn giấc ngủ như ngừng thở khi ngủ, mất ngủ, hội chứng tăng động. Các triệu chứng của tiểu đêm: hầu hết mọi người đều có thể ngủ suốt từ 6-8 tiếng mà không cần đi tiểu. Tuy nhiên, những người bị tiểu đêm sẽ bị thức giấc 1-2 lần để đi tiểu. Khi bệnh nặng lên, bạn có thể phải dậy 6-8 lần để đi tiểu trong một đêm. Các triệu chứng liên quan đến tiểu đêm bao gồm sản xuất nước tiểu quá mức, đi tiểu quá nhiều lần và cảm thấy cần đi tiểu ngay nhưng chỉ có ít nước tiểu, người mệt mỏi, đau vùng thận và bàng quang, hay đổ mồ hôi, người mệt mỏi và mất sức. Tiểu đêm có thể gây ra nhiều vấn đề. Bạn sẽ không cảm thấy thoải mái khi phải đi vào nhà vệ sinh thường xuyên. Tiểu đêm cũng làm tăng tỷ lệ ngã và chấn thương ở người già. Sau đây là một số bài thuốc bạn có thể tham khảo để điều trị bệnh tiểu đêm tại nhà rất hiệu quả mà nhà thuốc tổng hợp lại để chia sẻ đến cho các bạn. 1. Giá đỗ. Giá đỗ xanh là một loại thực phẩm bổ dưỡng được sử dụng hàng ngày trong bữa ăn. Nhưng ít ai biết đến, giá đỗ còn là một loại thuốc thảo dược trong y học nhân gian được sử dụng để chữa tiểu đêm nhiều, bí tiểu và tiểu rắt. Với thành phần chứa nhiều vitamin, khoáng chất, dầu vitamin và kẽm, bài thuốc từ giá đỗ giúp tăng cường sức đề kháng, tăng cường testosterone ở nam giới, hạn chế tiểu đêm do nguyên nhân phì đại tuyến tiền liệt và viêm hệ tiết niệu. Cách làm: lấy 500g giá đỗ xanh, đem luộc lấy nước, cái dùng để ăn hoặc thay vào rau. Nước giá luộc pha với 50g đường trắng, uống từ 5-6 lần trong một ngày. Dùng liên tục trong 1-2 tuần, bạn sẽ thấy hiệu quả rõ rệt. 2. Ích trí nhân. Theo y học cổ truyền, ích trí nhân có tác dụng bổ thận tỳ, cố khí, sát tinh. Gần đây, y học hiện đại cũng chứng minh rằng ích trí nhân còn có tác dụng chống viêm và ức chế thụ thể, làm giảm co thắt cơ trơn ở bàng quang và các cơn sóng tuy tiểu. Với những bệnh nhân tiểu không có tự chủ, cơ bàng quang đã bị giảo hoặc suy yếu, ích trí nhân có tác dụng phục hồi cơ bàng quang và ngăn ngừa tình trạng tiểu đêm. Cách làm: tán phi tiêu 300g, ích trí nhân 15g, khoái hoài sơn 30g, sắc uống 3. Rau ngô và kim tiền thảo. Rau ngô là loại thảo dược thần kỳ giúp chữa sỏi tiết niệu, viêm bàng quang. Ngoài ra, kim tiền thảo cũng có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh sỏi thận mà phần lớn mọi người đã đều biết tới. Đặc biệt, nếu như hai nguyên liệu này kết hợp với nhau sẽ chữa đi tiểu nhiều lần, vô cùng hiệu nghiệm. Cách làm: cho kim tiền thảo và rau ngô vào cùng nấu với nước, sử dụng nước thay cho trà uống hàng ngày.
Chỉ cần áp dụng bài thuốc này liên tục trong thời gian 2 tuần, bạn sẽ thấy triệu chứng đi tiểu đêm được thuyên giảm nhanh chóng. 4. Mè gà và đậu đỏ. Đây là sự kết hợp tuyệt vời để tạo ra món ăn chữa trị bệnh tiểu đêm nhiều lần, đồng thời giúp người bị sỏi thận phục hồi nhanh chóng hơn. Cách làm: lấy 2 mè gà đen đem sơ chế biến sạch sẽ, sau đó thái nhỏ và nấu với đậu đỏ, cho chín nhừ rồi nêm gia vị. Ăn ngày 1 tới 2 lần sẽ giúp bệnh tiểu nhiều, tiểu gấp được thuyên giảm đáng kể. 5. Kỷ tử. Kỷ tử là một trong những vị thuốc thường dùng trị nhiều ở bệnh đông y. Bên cạnh đó, nó cũng được biết tới là một loại thảo dược có tác dụng mạnh gân cốt và giống như là một loại thuốc bổ thận tráng dương tự nhiên. Vì thế, người bệnh thận có dấu hiệu đi tiểu nhiều có thể sử dụng vị thuốc này để chữa bệnh đêm rất hiệu quả. Cách làm: đem cây kỷ tử đi đun cùng với nước, uống ngày 2 lần. Chỉ cần uống nước này liên tục trong vòng 3 tới 4 ngày, bạn sẽ chữa được khỏi bệnh tiểu đêm. 6. Quả bưởi. Bưởi là một loại hoa quả được kiểm chứng có nhiều detox. Đây là một loại chất có công dụng chống oxy hóa và thanh lọc máu, cải thiện hệ thống tuần hoàn làm việc tốt hơn. Các chức năng của bộ phận đặc biệt là hệ thống bài tiết luôn được ổn định. Trong bưởi lại chứa vô số vitamin và khoáng chất, là nguồn dinh dưỡng thiết yếu để cho cơ thể tăng sức đề kháng, hỗ trợ sức khỏe. Vậy bạn hãy nên ép nước bưởi để bổ sung vào hàng ngày. 7. Cháo cù mạch. Bạn có thể nói đây là một vị thuốc không thể thiếu trong đông y dùng để chữa bệnh. Toàn bộ phần của cây đều có thể dùng được. Trong đông y, yến cù mạch có vị đắng, tính hàn nhưng không độc. Tác dụng chính là trừ thất, thông kinh, hoạt huyết. Bên cạnh đó, nó còn lợi niệu rất tốt cho người hay bị tiểu đêm. Cách làm: trong nhân gian thường rất nhiều bài thuốc chữa bệnh tiểu đêm. Phương pháp này cũng rất đơn giản. Dùng cù mạch sau khi đã nấu chín, bạn có thể giữ lại phần nước và cho hạt kê vào nấu thành cháo. Sau đó người bệnh dùng, ăn ngày 2-3 lần cháo cù mạch và thực hiện trong một thời gian, bạn sẽ thấy bệnh tiểu đêm giảm đi đáng kể. 8. Các món chế biến từ hến. Hến còn có tên gọi khác là nhuyễn nhục, có vị hơi mặn và ngọt nhưng đều lành tính, không gây độc hại. Nó là thần dược đối với các căn bệnh về gan và thận, mà tiểu đêm cũng là một trong những biến chứng của bệnh thận yếu. Nó còn có tác dụng lưu thông khí huyết, cải thiện các tế bào của thận bị tổn thương, hạn chế hiện tượng tiểu nhiều và tiểu về đêm. Hến có rất nhiều cách chế biến, bạn có thể nấu thành một loại thức ăn canh trong bữa ăn. Đặc biệt, nếu kết hợp hến với bầu là sự lựa chọn hoàn hảo, bởi chúng còn có tính thanh nhiệt, đào thải độc tố và bồi bổ thêm cho thận. Ngoài 8 loại bài thuốc mà nhà thuốc chia sẻ đến cho các bạn, bạn cũng nên thay đổi thói quen sinh hoạt, tập luyện thể thao và hạn chế các món, các chất kích thích ảnh hưởng tới gan, thận. Bên cạnh đó, hạn chế uống nhiều nước trước khi đi ngủ. Bạn chỉ nên bổ sung một cốc nước ấm nhỏ trước khi đi ngủ để bảo vệ tim mạch tốt hơn. Hạn chế việc uống nhiều nước có ga hoặc các thực phẩm chứa nhiều nồng độ cồn, cà phê, v.v. Đồng thời, nên đi thăm khám bệnh định kỳ, tham khảo ý kiến của bác sĩ, dược sĩ trước khi sử dụng các loại thuốc hỗ trợ hay bổ sung. Quý vị và các bạn đang theo dõi video được phát sóng trên YouTube kênh Nhà Thuốc Mỹ Kim, chuyên đề về sức khỏe. Để nhận được những thông tin và kiến thức mới nhất, quý vị và các bạn nhấn vào nút đăng ký phía dưới video, đồng thời chia sẻ cho gia đình, người thân và bạn bè bằng cách nhấn vào nút like, share để giúp họ có thể bảo vệ sức khỏe của bản thân. Mọi thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật mỗi ngày trên fanpage Nhà Thuốc Mỹ Kim.